Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá các cái xe đạp thể thao nhập khẩu chính hãng. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một cái chiếc xe đạp địa hình hiệu Trek 3 series, Trek 3900 các bác nhé. Xe là được trang bị khung nhôm và sốc dầu, một màu đen huyền bí. Bây giờ em sẽ vào quay chi tiết cho các bác xem chiếc xe. Đây, chi tiết của chiếc xe đây. Xe thì có giá là em đề ở dưới tiêu đề phần video á. Nếu mà em không có đề thì chứng tỏ xe đã bán. Đây, xe là có nước sơn đen sần, đen sần toàn bộ xe các bác nhé. Đây, như ở trên khung đây thì có tem này. Mountain Bike tức là xe lao núi. Trek Bicycle Corporation tức là tập đoàn xe đạp thể thao Trek. Không bao giờ đạp xe mà không có mũ bảo hiểm, hoặc vào buổi tối không có đèn chiếu sáng. Đó, nói chung là nó hướng dẫn đạp xe. Rồi, alpha aluminum khung nhôm Trek 3900. Lốp của nó cũng là lốp nguyên bản các bác nhé, lốp Bontrager, lốp nguyên bản của dòng Trek. Về tổng thể của xe thì nó cũng liền nạc, một vài vết xước nhỏ nhỏ xung quanh xe bãi. Mayer của chiếc xe là Mayer phanh đĩa dây cáp, và Mayer là Mayer Shimano các bác nhé. Shimano 7 lít, 2, 4, 6, 7, 7 lít. Bộ đề Shimano Acera, đùi Shimano, gạt đĩa Shimano. Yên dày, êm ái. Dòng 3 series. Trang bị tay bấm 3 đĩa 7 lít, 21 tốc độ. Giờ cái size của nó ở đây nó đề luôn, size là size 41 cm. Giờ cho phù hợp cho các bác từ 1m62 cho 1m7. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác. Ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. 1m6 cho 1m7. Bây giờ sẽ vào chuyển số cho các bác xem nhé. Xe trang bị 8 lít. Nãy em nói nhầm, 8 lít. 8 lít. Nhưng là bộ chuyển động Shimano này là cái số chúng số cũng êm ái. Đấy, phát nào ra phát đấy em có 8 tốc độ thôi, giá này có 6,2 triệu. Đĩa 3 tầng đĩa đó. 1 2 3 lên số rất là dễ dàng. Mayerboa
Vâng, và đây tổng thể là chiếc xe đạp địa hình Trek 3 series dòng 3009. Có màu đen sần và được trang bị 3 đĩa 8 líp, phanh đĩa, cơ dây cáp, lốp bánh 26. Dòng địa hình giá rẻ cho các bác nào mà ưa thương hiệu Trek mà giá lại thấy rất hợp lý, để có chỉ có 6 triệu 2 bao ship tận nhà cho các bác chuyển hết tiền. Các bác nào quan tâm đến chiếc xe thì nhắn Zalo cho em có trên số điện thoại màn hình để bên em cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác ấn đăng ký cái nút đăng ký dưới góc bên phải bên dưới để khi bọn em có cái chiếc xe mới thì YouTube nó gửi thông báo cho các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem video.